Chiếc xe mà nhiều khách hàng quan tâm trong cái phân khúc MPV đa dụng 7 chỗ ngồi, mẫu xe chạy gia đình kết hợp chạy dịch vụ, chắc chắn chúng ta phải nhắc đến mẫu xe đến từ thương hiệu Mitsubishi Nhật Bản này. Con này là Xpander 2019 phiên bản động cơ 1.5 số tự động. Con này sẽ được trang bị hộp số vô cốc CVT, vận hành cực kỳ êm ái và hơn nữa thì khá là tiết kiệm nhiên liệu trong cái phân khúc xe 7 chỗ. Cho đường kết hợp thì con này nó chỉ ăn vào khoảng 5 đến 6 lít cho 100 km thôi. Đường phố nó chỉ ăn vào khoảng 7 đến 8 lít, rất là kinh tế cho chúng ta với một mẫu xe 7 chỗ. Vậy bác nào đang có nhu cầu tìm một chiếc xe 7 chỗ loanh quanh cửa tiền dưới 500 thì có thể tham khảo với chiếc Xpander 2019. Mà tiếp theo đây, Ba Tư Phan Vua Cầm Cao sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác trong cái clip giới thiệu chi tiết này. Con này thì là màu nâu các nhá, một cái màu sắc rất là sạch sẽ. Và form dáng của dòng Mitsubishi Xpander thì khá là bắt mắt cho chúng ta. Với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Cell, ngôn ngữ cực kỳ trẻ trung hiện đại, thiết kế hệ thống chiếu sáng đa tầng. Con này thì trên cùng là giải LED định vị ban ngày dạng mắt híp này. Pha cốt của chúng ta thì diện tích rất là lớn, tăng khả năng quan sát cho tài xế. Và diện tích pha cốt của chúng ta, đèn pha cốt của chúng ta được đặt sâu vào hốc, giảm choi lóa cho các phương tiện đi ngược chiều cùng với người đi bộ. Trên phiên bản số tự động thì chúng ta được trang bị đèn gầm này, các chi tiết đèn rất là sáng trong nhá. Form dáng của con Xpander này thì khó có một mẫu xe trong phân khúc MPV đa dụng đọ lại được vẻ hầm hố, năng động, trẻ trung. Đó cũng là lý do rất là nhiều bác khách hàng đánh giá cao về cái ngoại hình thiết kế của chiếc Xpander, một chiếc xe đang bán chạy top 1 tại thị trường Việt Nam trong cái phân khúc xe đa dụng này. Con này thì nó lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam của chúng ta là tháng 8 năm 2018. Và hiện tại thì sau bằng đấy năm thì chiếc xe này vẫn đứng giữ vững ngôi vương tại vị trí số 1, doanh số bán ra cao ngất ngưởng. Cùng với độ bền, độ lành, cùng với thiết kế trẻ trung năng động, con này được chiếm được cảm tình khách hàng rất là lớn trong cái phân khúc xe đa dụng này. Phần mặt ca đăng của chúng ta để nổi bật với các chi tiết mạ chrome tạo hình chữ X, giúp chúng ta liên tưởng đến chữ X trong chiếc dòng Xpander này. Các chi tiết đèn bên hệ thống chiếu sáng bên cánh lái các bác nhé. Trên phiên bản 1.5 số tự động thì con xe này sẽ được trang bị động một bộ la răng hình cánh quạt dạng phay, phanh đĩa ABS chống bó cứng thì được trang bị trên hai bánh trước. Gương chiếu hậu chỉ cập điện và tay nắm cửa thông minh. Phiên bản số tự động của chúng ta sẽ được trang bị gương chiếu hậu và tay nắm cửa ốp mạ chrome khá là năng động cho cái phần hông của chiếc xe. Thiết kế bên ngoại thất thì khá là bắt mắt và nội thất thì lại khá là rộng rãi cho chúng ta với chiếc xe 7 chỗ này. Con này thì nguyên zin nguyên bản sẽ là ghế nỉ, nhưng mà bác chủ cũ đã lên cho chúng ta một bộ ghế da khá là sang trọng, khá là sạch sẽ rồi. Xe nhập khẩu các bác nhé, bậc lên xuống là ốp mạ chrome để chống chảy xước cho chúng ta cái vị trí lên xe. Trên vô lăng bọc da là tích hợp các phím bấm tiện ích. Với cửa tiền loanh quanh trên dưới 500 thì các bác khó tìm được một mẫu xe được trang bị ga tự động cruise control. Nhưng với mẫu Xpander này thì chúng ta được trang bị ga tự động cruise control này. Tăng giảm âm lượng cùng đàm thoại rảnh tay trang bị đầy đủ trên mẫu xe này. Hệ thống chiếu sáng gạt mưa trang bị ngay sau vô lăng. 2019 con này lăn bánh được 7 vạn rồi coi nhá. Hệ thống chống trơn trượt của chiếc xe này, cửa gió điều hòa thiết kế khá là rộng, dễ dàng điều chỉnh hướng gió. Có đề nổ thông minh start stop, đề nổ thông minh bằng phím bấm này, start stop. Màn hình và cam hành trình được bác chủ cũ trang bị thêm rồi. Con này thì các bác mua về chỉ phải đổ xăng và đi thôi. Các trang thiết bị kèm theo thì bác chủ cũ đã trang bị cho chúng ta. Cam hành trình coi nhá, cùng với màn hình Android tích hợp Bluetooth, FM, radio, định vị chỉ đường hay là xem YouTube đầy đủ cho các bác rồi. Thiết kế cửa gió điều hòa này, các phím bấm này, cổng sạc, cổ số bọc da và các hộc để đồ, để ly, để cốc, một hộc đồ bệ tì tay ở phía giữa vị trí ghế lái và ghế phụ. Trần nỉ cũng được giấy bọc, giấy bóng rất là sạch sẽ rồi. Cửa gió điều hòa cho các bác nhé. Không gian nội thất thì trang thiết bị option vừa đủ. Con này nếu mà so với tầm giá thì hiện tại đang có nhiều công nghệ option nhất trong phân khúc rồi. Hiện tại em đang chào bán cho các bác với mức giá là 495 triệu đồng và hỗ trợ các bác khách hàng bao rút hồ sơ. Và bác nào cần thì bên em có thể hỗ trợ luôn cái thủ tục sang tên đổi chủ cho các bác luôn. Cột A của chiếc xe màu sơn đánh dấu nhà sản xuất nhé. Các chi tiết con ốc sáng bóng luôn, không hề có dấu hiệu gì xét. Tappy cánh cửa này với các tông màu chính, màu đen là màu kem và thêm một số chi tiết ốp màu vân gỗ. Phím bấm nhá, tay nắm cửa thông minh. Xung quanh xe thì được trang bị khá là nhiều hộc đồ để chúng ta có thể chứa đồ xung quanh thân xe. Được phân bổ hơn 40 hộc đồ, 46 hộc đồ xung quanh chiếc Xpander này. Hệ thống âm thanh của chiếc xe này, keo chỉ nguyên zin nguyên vẹn, gioăng cửa và các chi tiết con ốc ở phần cánh cửa của chúng ta. Tiếp theo cho nội thất hàng ghế phía sau, với tông nội thất màu kem sáng thì cái không gian nội thất bên trong chiếc xe này nó khá là dễ chịu. Được đánh giá, khá là nhiều bác khách hàng đánh giá thì khả năng vận hành của con này khá là êm ái.
vận hành tốt, kể cả các di chuyển trên các cung đường phố hay là các cung đường gồ ghề ổ gà, thì con này hoạt động khá là tốt với hộp số vô cấp CVT, mức tiêu hao nhiên liệu lại cực kỳ thấp nữa. Đây là hàng ghế thứ hai các nhá, khoảng để chân rộng rãi này. Và hàng ghế thứ hai này chúng ta có thể gập lại theo tỷ lệ 6:4, hàng ghế thứ ba có thể gập lại theo tỷ lệ 5:5 để tăng diện tích khoang chứa đồ. Cửa gió điều hòa dành cho khoang phía lái, khoang nội thất phía đằng sau này, túi đồ, cột B của chiếc xe. Các màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất mặc dù là trải qua sau 4 đến 5 năm sử dụng nhưng mà màu sắc còn cực kỳ đậm. Tappi cánh cửa thì 4 cái tappi gần như là các chất liệu ốp nhựa da này rất là mới, không có dấu hiệu xước sát nào. Các phím bấm nhá, tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng này. Khóa chốt an toàn dành cho trẻ em, hàng ghế phía sau cùng với các chi tiết con ốc phía bên ngoài. Mặt la răng phía bánh sau coi nhá, con này thì có 4 cái bánh la răng rất là mới, không có xước sát quá nhiều về cái ngoại thất bên ngoài. Và hai bánh sau của chúng ta sẽ được trang bị một bộ phanh tăng trống. Form dáng phía sau thiết kế đồ họa 3D hình chữ L mở rộng, giúp cho cái phần đuôi của chúng ta có vẻ đầy đặn và rộng rãi hơn với chiếc Commander 2019 này. Giải đèn phanh trên cao tăng khả năng quan sát cho các phương tiện đi phía sau. Và phía dưới chúng ta được cản dưới chúng ta được sơn mạ bạc các bác nhé. Thiết kế đèn hậu dạng LED này rất là bắt mắt, hình chữ L. Đây là chi tiết khoang cốp của chúng ta. Hiện tại hàng ghế thứ 3 đã được gập phẳng để tăng diện tích khoang chứa đồ. Và phần hàng ghế thứ 3 chúng ta được trang bị bệ tì tay để ly để cốc và cổng sạc 12V, đầy đủ cho cả ba hàng ghế. Các chi tiết keo chỉ xung quanh này, phần nhựa con này thì có vẻ không chở đồ mấy, bác chủ bác đi khá là giữ gìn. Xe gia đình bác chủ bác đi rất là giữ gìn, nhưng cái phần khoang cốp của chúng ta rất là nét nhá, không có dấu hiệu xước sát nào cho cái phần khoang cốp này. Nếu như mà thường xuyên sử dụng cái phần khoang cốp và để chứa nhiều đồ thì chắc chắn phần khoang cốp không thể đẹp như thế này rồi. Và hàng ghế thứ ba và khoang cốp của chúng ta được trang bị thêm một cái hộc đồ. Chúng ta trong một chuyến hành đi chơi ấy, chúng ta có thể chứa những vật dụng ướt, quần áo ướt ở trong cái khoang cốp này. Đồ bẩn, đồ ướt. Tiếp theo là cái phần viền này, ốc này. Mọi người quan sát nhá, con này thì nguyên zin nguyên bản, xe mộc trực tiếp em mua từ một bác chủ xe chứ không qua trung gian đâu ạ. Phần ốc phía trên khoang cốp của chúng ta, nếu mà con này các bác có nhu cầu mua xe trả góp thì sẽ hỗ trợ trả góp khoảng 70% giá trị của xe. Như vậy tầm hơn 100 triệu là các bác có thể sở hữu được chiếc Xpander 2019 phiên bản 1.5 số tự động này rồi. Các chi tiết tay nắm cửa mạ chrome thiết kế rất là bắt mắt này, rất là sàng nhá. Xe Xpander là mẫu xe Nhật. Xe Nhật thì luôn được đánh giá cao về độ bền, độ lành và mức tiêu hao nhiên liệu rồi. Nhưng mà với mẫu Xpander này của chúng ta còn được đánh giá cao về cả cái form dáng thiết kế khá là trẻ trung năng động nữa. Cột C của chiếc xe chất liệu da rất là mới nhá, màu da kem sáng và dễ dàng vệ sinh, thiết kế tông sáng hơn, dễ chịu hơn so với tông ghế nỉ. Ghế nỉ thì nó sẽ khó vệ sinh và dễ bám bụi hơn. Đây là phần cột B của chiếc xe, tappi cánh cửa này, các chi tiết còn rất là sắc nét rồi. Cuối cùng cho vị trí ghế phụ. Ghế phụ chúng ta được trang bị thêm một cái hộc đồ nhỏ phía bên trên cho các bác nhá, hộc phía dưới này. Con này thì có cả khay chứa SIM, nghĩa là cái màn hình của chúng ta được trang bị cả lắp SIM 4G, không phải kết nối wifi nữa. Phần tab lô của chúng ta này, các chi tiết ốp vân gỗ và viền mạ chrome sáng bóng. Thiết kế ghế da thiết kế rất là dễ chịu và êm ái này. Cột B của chiếc xe nhá, và cột A của chiếc xe đây các bác ơi. Một dòng xe khá bền và khá lành. Bây giờ các bác chạy xe ghép, chạy dịch vụ thì em thấy đa số các bác lựa chọn cái dòng Xpander này. Vì vậy nên con này được khá là nhiều khách hàng tin dùng. Form dáng đẹp, tầm tiền hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu nữa, hơn nữa lại là xe Nhật nên các bác đánh giá khá là cao với chiếc Xpander 2019, dòng xe Xpander trong cái phân khúc MPV đa dụng 7 chỗ ngồi này. Tiếp theo thì em sẽ sơ qua một chút về phần khoang động cơ để các bác có thể tham khảo kỹ hơn, chi tiết hơn về một mẫu xe đã qua sử dụng của 34 phân vô gầm cao, mẫu Xpander 2019 phiên bản động cơ 1.5 số tự động hộp số vô cấp CVT này. Sau vài năm vận hành thì cái khoang động cơ của chiếc xe này được giữ gìn khá là tốt và các chi tiết trên xe còn khá là mới, khi các chi tiết con ốc cũng không hề có dấu hiệu gì xét đáng kể. Mẫu xe này thì bên em sẽ cam kết cho các bác chất lượng của xe như là máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không đâm xô tai nạn, không thủy kích thước nước và bảo hành cho bác cái khoang động cơ này 1 năm, bao check test toàn quốc với mẫu Xpander 2019 này. Các bác có thể quan sát cái phần
khoang động cơ của chiếc xe nhé. Động cơ 1.5, khoang máy rất là gọn và rất là nhỏ, xinh trong cái phần khoang máy của chiếc Xpander 2019 này. Các chi tiết giòn này, tấm nỉ cách nhiệt và phần ốc nhé, nguyên zin nguyên bản cho các bác nhé. Một cái mức giá quá hợp lý 495, còn thương lượng còn giảm giá nữa cho các bác. Nếu bác nào muốn tìm hiểu kỹ hơn với chiếc Xpander màu nâu 2019 này của Butterfan vô gầm cao thì có thể kết nối về số Zalo để trao đổi cụ thể kỹ hơn, 0964 834 834. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.